VTV6, phim 360, phim mới trên toàn thế giới. Ý trời ơi, bữa nay trời lạnh lắm, cô ra ngoài làm cái gì? Trời ơi, cô là công chúa quý phái, cô giác chiếc bình nước chi? Thiệt tình, đưa cho ta. Không sao đâu, cô làm được không mà. Không có được đâu, được đây, để xuống đi. Được ta, đừng, để con, để con cho ôi trời ơi, chết tiệt. Chết tiệt. Trời ơi, thiệt là... Con xin lỗi, con phải nên cẩn thận hơn. Ôi, mẹ cô đừng có nói vậy. Việc nặng nhọc là dành cho người thấp kém như ta. Không sai, ta không thể nào để một công chúa như cô làm những việc này. Nếu để cô làm thì ta bị phạt. Mẫu thân à, con về đây là trở thành nương tử của Đan. Con không đến đây để làm công chúa. Xin người hãy đối xử tốt với con như người đối xử với gia đình mình. Những gì cô vừa nói, cô chắc sẽ không hối hận chứ? Dạ. Cô chắc chắn cô sẽ không oán trách ta, cho dù ta có giao cho cô nhiều công việc chân tay không? Là công việc gì, xin người cứ nói với con. Nếu vậy thì... đúng rồi, đúng rồi. Giờ cô cần phải đi lấy một chậu nước khác. Sau đó còn phải chẻ củi nữa. Dạ. Gia Chinh đâu rồi? Ta kêu con bé chăm sóc vườn rau trong thung lũng. Những ngày trước con quyết định bỏ đi lang thang ở kinh thành, nên vườn rau đó tan hoang hết rồi. Sao một mình mụi ấy chăm cả vườn rau được? Con đừng có xen vô. Nó nói sẽ làm một trưởng tức ngoan của ta đó. Mẫu thân, nó nói không cần đối xử với nó như công chúa, nó sẽ có được điều nó muốn thôi. Lối cô ấy làm việc vất vả quá. Trời, cô ăn khỏe thật đó. Ai nè nè, phụ giùm ta tay coi. Người biết không, như vậy có nghĩa là Ca Chiên đã quyết định rồi. Ý cô là sao? Ta thấy cô ấy đến gặp trưởng thôn, và trưởng thôn nói cô ấy hãy đi lấy những sách dạy binh pháp về đây. Ta không biết cụ thể có chuyện gì, nhưng mà ta chắc chắn rằng cô ấy đang có một kế hoạch rất lớn trong đầu. Vậy cho nên cô ấy mới phải đến đây và phải giả vờ thành thân với một người như Đan. Đan thì sao? Cậu ấy chính là con trai của một vị tướng tài, cũng không thấp kém với một công chúa bị từ mặt. Gì chứ, ý của ta là diện mạo. Và nhìn võ nghệ của hắn ta, nếu xét về diện mạo và võ nghệ thì Ga Chinh so với hắn tốt quá rồi. Không có Đan thì cô và người anh em của cô sẽ không còn sống và đứng ở đây đâu. Điều đó bọn ta cần hả? Trời ơi, cô ả vô ơn này thiệt rồi. Dám nói cô ả, người muốn chết đúng không? Nè nè, hai người đang làm gì vậy? Hả? Yêu quá nên cãi nhau sao? Trời có nắng đâu mà cứ ra ngoài cãi nhau hoài vậy? Quỳnh cũng muốn chết luôn hay sao vậy? Ôi, tôi tìm thấy rồi. Nè, Ca Chinh à, tay của mũi. Ta không sao, Quỳnh đọc sách đi. Vết thương này không nhẹ đâu, để ta đắp thuốc cho mũi. Đưa ta coi. Đọc sách đi. Đưa đây. Trưởng tức của ta đang làm gì đó? Cô mau ra đây phụ ta việc này đi. Đang làm gì đó, ra lại. Dạ, con ra ngay đi. Này, trong khi ta đi, Quỳnh phải đọc xong chương đầu của Luận Ngữ. Ta sẽ hỏi bài Quỳnh sau. Có vẻ nãy giờ cô không có khâu đúng không? Thật ra do con vẫn chưa luôn được chỉ. Cô không biết khâu giá hả? Dạ không, trước đây con có xem người ta khâu đồ vài lần. Đưa cho ta.
Cô tự nói với ta, cô không phải sát thủ, không phải công chúa. Vậy từ giờ học cách quản lý nhà cửa đi. Nếu cô muốn giúp đàn sống tốt thì cô phải chăm chỉ gấp 2-3 lần một người phụ nữ mụ như ta. Người nữ huynh ấy tới tận bây giờ, mặc dù hai mắt người không nhìn thấy gì, không thể biết hết người đã trải qua những gì. Mau khâu đồ đi, đừng có nói gì nữa hết. Dạ. Người không cần lo lắng về công chúa đâu. Thần thiếp biết con bé cũng rất dũng cảm như nam nhân vậy. Ta không lo điều đó. Điều duy nhất ta lo lắng là thế tử không chịu ra khỏi phòng. Ta đã bắt nó ngày mai phải ra khỏi phòng và tập kiếm thuật. Nhưng việc nuôi con quả thật là khó khăn, hơn cả trị vì một vương quốc. Xin lỗi vì nỗi muộn phiền của người làm phụ mẫu. Thần thiếp không hiểu rõ. Ta đã dùng tất cả những dược liệu hữu ích nhất, nhưng chưa thể giúp người đó mang thai. Ta nghe nói ngài có thể tiến hành một nghi thức giúp cho các nữ nhân. Chủ nhân của tiệm thảo dược lớn không thể làm việc này. Và bây giờ phải nhờ giả một pháp sư sao? Người đó nói sẽ sẵn sàng trả mọi thứ miễn là mình được ban cho một đứa con. Đưa cô ta đến đây, ta phải cảm nhận khí của cô ta trước, để biết làm phép có hiệu quả hay không. Người đó không phải là người có thể dễ dàng ra ngoài. Ngài đừng phiền, ta đã mang bát tự của người đó đến để ngài có thể bói mệnh. Trừ phi ta được gặp trực tiếp, không thì sẽ không làm gì hết. Có vẻ như ông ta không phải người tâm thương. Ông ta còn từ chối nhận chỗ bạc này. Không có nhiều pháp sư lại đốt hương tốt như vậy đâu. Ông ta giỏi đánh lừa lắm đó. Người nghĩ ông ta đáng tin không? Cô ta có ngũ quan hài hòa, mũi cô ta cho thấy dấu hiệu của tài lộc. Tuy nhiên, ta có thể nhìn ra bộ mặt thật của cô ta đằng sau sự giàu có. Mau điều tra cô ta đi, ta phải biết cô ta còn che giấu bao nhiêu bộ mặt. Chiếc bình đựng nước của ta. Cái đồ ngốc này. Mẫu thân, con sẽ đi lấy một ít nước. À, vậy sao? Tốt quá. Vậy cô đi đổ đầy hết các bình nước luôn. Khi nào xong mấy việc đó thì cô nhớ đi nhổ cỏ vườn rau trên ngọn đồi đằng kia. Sau khi nhổ cỏ xong thì về đây giặt giũ rồi phơi đồ. Đúng rồi, trước khi mặt trời lặn, kiếm ít thân cây bụi về đây làm một cây chổi. Lấy nước, vườn rau, giặt đồ và cây thân bụi, con đã nhớ hết rồi. Với cả ngày hôm nay, con đang mặc đồ người đã may cho con vào lúc trước, con không bị dính díu nữa. Con đi rồi về ngay. Trời ơi, mẫu thân còn muốn hành hạ cô ấy tới cỡ nào? Người có chắc chắn con bé đó là công chúa không? Không phải công chúa đâu. Ừ? Mà là nương tử của con. Ta vẫn còn buồn ngủ lắm, đúng là phiền quá. Nhưng nhà vua đã ra lệnh cho thái tử như vậy rồi. Người có thể nghỉ ngơi thoải mái sau khi đã tập luyện xong.
Khi nào tập xong, thần sẽ mang đồ ngọt đến cho người ngay ha. Bà lui xuống được rồi đó. Người lấy thanh kiếm gỗ đi. Không lẽ người không muốn tập luyện sao? Ta không muốn, rắc rối lắm. Vậy bây giờ ta xin được đánh cược với thế tử. Nếu người có thể chạm vào cổ áo của thần, người sẽ không bao giờ phải tập luyện nữa. Khanh nói thật chứ? Tất nhiên rồi, thần sẽ đích thân bẩm báo với nhà vua về chuyện này. Có điều nếu như người thua thì phải tập luyện cùng với thần nha. Ta không làm nữa. Vậy thì như đã hứa, người phải tập luyện cùng với thần. Một vị vua thì không cần phải biết đánh kiếm. Ta có thể ra lệnh cho tướng lĩnh của mình. Không một tướng lĩnh hay một binh sĩ nào tôi là một vị vua không cùng họ chiến đấu ở tiền tuyến đâu. Vào khoảng thời gian trước đây, hoàng tỷ của ngài cũng đã cược với thần. Công chúa tuy còn trẻ, lại còn là nữ nhi, cho nên thần đã nói thần không thể dạy cho cô ấy được. Nhưng cô ấy khăng khăng muốn học võ. Để được như vậy, công chúa đã đánh cược với thần để cô ấy có thể được luyện kiếm. Vậy sau đó thì chuyện gì đã xảy ra? Sau đó thần đã trở thành sư phụ của cô ấy. Vậy thì chúng ta đã đánh cược với nhau rồi. Lại ngắn quá, làm lại. Sao lại phức tạp dữ vậy? Đánh lại đúng góc đó đi, làm lại. Hãy làm lại lần nữa để huynh không quên mất nó. Mẫu thân, con phải đi thêm một lần nữa để đổ nước đầy bình. Và con cũng sẽ đến vườn rau ở thung lũng nữa. Nè, tập trung vào. Dạ, sư phụ. Người mau đứng dậy đi. Nếu người yếu đuối như vậy thì làm sao có thể bảo vệ chúng ta được. Bây giờ ông ta như là một con hổ bị mất vuốt. Đã thất bại trong việc ngăn chặn hôn sự hoàng gia bị hủy bỏ, công chúa rời cung với một kẻ lạ. Ông ta chỉ dương mắt nhìn. Chưa nói đến Dedero nữa kìa, hắn ta cố gắng nịnh nọt chúng ta. Gần đây ta còn nghe nói suốt cả ngày hắn cũng chỉ biết đến thăm nhà vua thôi.
Ta thì lại nghĩ khác, chắc chắn Gojuga có kế hoạch bí mật đó. Kế hoạch sao? Con trai cả ông ta đang đứng về phe nhà vua, hắn ta còn đang dạy dỗ cho thế tử, ông ta có thể có kế hoạch gì? Ngài đến rồi sao? Phải chăng các vị đang bàn luận việc gì mà ta không tiện được nghe? Sao có thể được? Chúng ta chỉ đang bàn về việc các sứ thần đến Bắc Châu lần này. Ta cũng đã nghĩ xong nên chọn sứ thần nào và bao nhiêu người sẽ đi. Và chắc chắn là lần này thì tộc Gieru sẽ quay lại chỉ huy. Người của tộc ta cũng sẽ chẳng là gì ngoài đám lù la thôi. Vậy thì chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Ta nghe nói dạo gần đây tướng quân Gogun bận rộn lắm. Ta còn nghe nói thế tử rất tin tưởng cậu ta có đúng. Để mang kẹo tới sao? Ta đến để nói lời cảm ơn hoàng tỷ. Nếu ta ăn một mình thì nhiều quá. Để muốn ăn cùng ta không? Cô sư phụ. Dạ. Có phải cô sư phụ thích Bion Gan tỷ không? Sao người lại hỏi thần như vậy? Ta chỉ muốn có người về với phe tỷ ấy mà thôi. Đừng có ghét tỷ ấy, mặc dù tỷ ấy đã thành thân rồi. Không có sư phụ nào ghét đồ đệ của mình hết. Và trên hết, công chúa còn là đồ đệ đầu tiên của thần. Thần sẽ luôn bảo vệ cho hai người. Thần cần tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kim chi đây, mua đi, mua đi. Cái này bán sao? Thôi không lấy cái này đâu. Tiền không đó. Hàng bao rẻ. Cái này hợp với tiểu. Giấy đây, giấy mới đây. Được đó. Giấy mới đây. Ta sẽ kiểm tra sau khi về tới nơi. Ngươi mang về nhiều thông tin hữu ích lắm. Làm tốt lắm. Khi nào quyết định được khu vực để do thám, ta lại gọi ngươi. Khi trở về tiệm thảo dược, thuộc hạ thấy có kẻ đáng ngờ đứng ở trước cửa. Đáng ngờ như thế nào? Hắn giả dạng thành thương nhân, nhưng từng là sát thủ Trân Chu Bang. Từ Trân Chu Bang sao? Ngươi có chắc chắn hay không? Chắc chắn, bởi vì trước đó thuộc hạ và hắn ta đã từng trực tiếp đối mặt nhau. Hắn đến đây nhìn quanh tiệm thảo dược một lúc, rồi sau đó rời đi. Ngươi có theo đuôi hắn hay không? Thuộc hạ đi theo, thấy hắn vào nhà của một thầy bói. Nơi đó gọi là sông Qua Đan. Không có nhiều thông tin về cô ta. Cô ta là con nuôi và không có họ hàng gì hết. Với địa vị như vậy, cô ta lại có thể trở thành con gái nuôi của thủ lĩnh tộc Sono. Quá là một người phụ nữ đáng gờm. Có tin đồn nói cô ta đang cho người đi hái lượm các loại thảo mộc quý hiếm. Và cũng có tin đồn rằng cô ta đã từng lén bán cung nữ sang cho Shinla để gây ra hỗn loạn. Shinla. Tuy nhiên người đã phát hiện ra sự việc đó lại chính là công chúa. Thì bởi không vậy có tự nhiên đổi đỡ. Không hiểu biết chẳng là quan trọng gì đó. Trưởng thôn gọi chúng ta đến đây gặp mặt, không biết là có việc gì quan trọng không? Trưởng thôn nói là có đôi điều muốn nói với chúng ta. Cậu có biết là gì không? Ta cũng không rõ nữa. À, Dông Quỳnh ơi, lại đây. Là ta nói Quỳnh đó, Quỳnh nên quan tâm nhiều hơn đến con gái của mình. Gà chi nhà ta làm sao chứ? Con bé chỉ mới thành thân nhưng đã vất vả quá nhiều rồi. Phải làm đủ mọi việc, nào là đốn củi và cả giặt chăn trong nước lạnh nữa. Phải không hả? Dạ đúng rồi, đến đây lên đồi, tỷ ấy phải chạy khắp làng để làm cả khối việc giặt luôn. Ôi trời, chắc hẳn con bé giống như đàn cáo trước mặt nhạc mẫu vậy. Vì phải để đứa con trai quý giá ra đi. Bà ấy hà khắc với con bé lắm. Ôi trời ơi, làm sao đây? Thank you.
Chắc ngài là nhà sư sao? Ngài đang đi lạc hả? Quanh đây không có làng hay chùa nào hết. Vậy chứ còn ngươi là ai? Sao lại cứ nhảy nhót điên cuồng giữa nơi hẻo lánh này? Ngài nhìn mà không biết sao? Kiếm thuật. Kiếm thuật sao? Ta còn tưởng ngươi đang chơi đùa với cây gậy thì đúng hơn. Nhà sư, mới gặp nhau lần đầu sao ngài nặng lời vậy? Thứ này rất thích hợp để dùng làm gậy chống lưng. Nè nhà sư, khi ta chưa nổi điên lên thì trả lại mau. Được thôi tên nhãi con. Mọi người định phụ thuộc vào bùa chú, cứ mãi đung đưa ánh lửa quỷ và còn lẩn trốn trong quỷ cốc tới bao giờ nữa chứ? Quá khứ đầy bất công và khổ đau, hãy bỏ tất cả lại hết đi. Chúng ta hãy cùng chuẩn bị để bước ra thế gian ngoài kia. Ta đã có kế hoạch và ngân lượng cần thiết rồi. Ta chỉ cần sự hỗ trợ của mọi người thôi. Ta không rõ về tộc Suno, nhưng bàn về chuyện hòa nhập với bên ngoài, ta cảm thấy có đôi chút chần chừ. Ôi trời, Quỳnh có còn là nam nhân không vậy? Đâu quan trọng là liệu chúng ta có phải người tộc Suno không. Cô ấy đang nói là chúng ta nên thử sống giống như một người đàng hoàng. Đúng như vậy. Chưa bao giờ chúng ta được tôn trọng như con người. Chúng ta vẫn phải cứ sống như lũ sâu bỏ chui lũi bị giẫm đạp. Sau đó cô định làm gì? Cho dù có tập hợp hết tất cả những người ở quỷ cốc lại thì cũng không được nhiều, vẫn chưa đủ để lập nên một đội quân và rèn vũ khí. Đúng vậy. Chúng ta cần nhiều hơn như vậy. Những người dân đen không nhà không cửa, hoặc những người bị quý tộc giẫm đạp đang lang thang khắp thành. Khi ta đã chuẩn bị xong, ta sẽ thuyết phục họ vậy đi. Ta sẽ bắt đầu từ ngôi làng gần chúng ta nhất. Ta tự mình làm điều đó. Vậy thì ta đồng ý, bởi vì dù sao đây cũng chính là lời hứa của một công chúa. Ta cũng vậy. Được thôi, ta cũng vậy. Thôi được, vậy thì ta cũng tán thành. Ta cũng đã định nói với huynh rồi, nhưng với huynh, việc huấn luyện là điều phải được ưu tiên. Ta không giận muội. Đây là kế hoạch của muội khi còn ở trong cung sao? Cả việc ta trở thành tướng quân cũng nằm trong kế hoạch này à? Đan à, chuyện này cũng vì chúng ta và vì cả lợi ích của những người tộc Suno. Ta không sao đâu. Ta phải thực hiện di nguyện của cha. Với lại, đó cũng là điều muội muốn. Nhưng còn những người đó thì lại khác. Họ đã trốn chạy đến nơi này bởi vì họ đã quá mệt mỏi và kiệt sức với thế gian đau khổ này rồi. Khó khăn lắm họ mới sống sót tới tận bây giờ. Sao chúng ta có thể làm ảnh hưởng tới họ được? Chúng ta cần phải thay đổi thế gian để bách tính có thể sống hết mình, sống không phải sợ hãi. Đó chính là đất nước chúng ta cần gây dựng, một đất nước Goguryeo mới. Mặc dù cuộc sống của chúng ta sau khi tách khỏi thế gian thì có dễ yên bình, nhưng khi Goguryeo ra lệnh thì ngay lập tức quỷ cốc cũng sẽ biến thành một biển máu thôi. Khi lần đầu muội mới đến quỷ cốc, muội đã nói như đang nằm mơ vậy.
Thần tướng quân Gogun, thần xin tuân lệnh nhận chức vụ trưởng cấm vệ quân. Với sức mạnh không đổi thay của thanh kiếm khanh nhận lấy, bảo vệ nhà vua và cung điện với sự trung thành và lòng nhiệt tâm. Thần xin nhận lệnh của nhà vua. Trung thành. Ông ta đã bị nhà vua cướp mất con trai. Mọi người ở ngoài cũng đang bàn tán như vậy về ngài. Họ nói quốc hôn thất bại ảnh hưởng tới quan hệ cha con ngài. Và bây giờ vô tướng quân đã quay lưng với gia tộc ngài. Mẫu thân đâu thể nào cản được những gì con của mình đã lựa chọn kia chứ. Nhưng ta lại cảm thấy rất lo cho sự an nguy của ngài. Nếu để cho chuyện này xảy ra, ngài định sẽ xử lý hậu quả như thế nào đây? Ngươi cũng định quay lưng với ta sao? Có vẻ như cha của ngươi cũng đang có ý định nào khác thì phải. Cũng phải cảm kích công chúa vì nó đã tặng quà cho chúng ta sau khi nó rời cung và đã mở đường cho ta đi thẳng đến Ngai Vàng. Sau khi đội sát thủ được tập hợp thì một trận mưa máu sẽ xảy ra. Ta chỉ có một nguyện vọng duy nhất thôi. Đó là con trai của chúng ta, Gunmo sẽ được truyền ngôi với quyền lực của ngài. Con trai của chúng ta. Thực sự hoàng tử đó là huyết thống của ta sao? Ý ngài là sao? Tại sao ngài có thể nói ra như vậy được? Ngươi là dạng nữ nhân có thể cãi rằng bầu trời là mặt đất. Miễn sao để cho con của ngươi có thể lên ngôi. Về tham vọng đó của ngươi, ta thật sự rất yêu quý. Nguyên Mô, nó đúng thật là con trai của ngài. Mấy món kim loại đều đã bị mục hết rồi, còn làm gì nữa? Ê, nhưng ta có thể đốt cháy nó và rèn lại được. Muốn như vậy thì cần có một lò luyện to hơn. Huynh cứ bắt đầu trước đi, ta sẽ tìm giúp huynh những nguyên liệu cần thiết để huynh rèn. Được nè có. Lại đi Gachina, lúc này con có đang ổn thật không? Con đã nói con sẽ lấy bạc cho cha. Cha không tin con hay sao? Không, không phải vậy. Ý của ta là nhạc mẫu con kìa. Ta nghe nói bảy đang giao cho con một đống việc. Không đúng đâu, nhạc mẫu của con tốt với con lắm. Nhưng bây giờ con phải đi đây. Đan huynh đang chờ con. Huynh hãy cố gắng làm giúp cho ta. Được. Công chúa yêu Đan lắm nên một lúc là lại đi tìm Đan thôi. Gachina. Chúc may mắn. Dù sao thì ta cũng cảm thấy lo lắm. Mà hình như là Gachin không quen với việc ở trong một mối quan hệ như vậy đâu. Muội nghĩ họ dành đêm đầu với nhau thật sao? Ta tin chắc chắn là muội hiểu ý của ta mà. Đó là thứ cảm giác nóng rừng. Đã nói trước là ngươi phải kín miệng mà. Cha, ngươi tung cước tốt thật đó. Cứ mỗi lần nhìn thấy cô ấy, ta luôn cảm thấy rằng cô ấy thực sự có thể thay đổi thiên hạ này cùng với Đan. Ta cũng muốn cố hết sức để giúp họ. Sông Hoa Giang. Ngài nói rằng ta phải đến một mình. Chắc hẳn là ngài đã sẵn sàng làm lễ phải không? Ta gọi cô đến đây vì muốn bàn những chuyện cha nuôi của cô không thể nghe. Là sao? Không lẽ nào ông ta đã biết được sự thật rồi sao? Rằng cô chính là nội gián của Shinla. Ngài đang nói nhăng cụa gì vậy chứ? Ta thật sự cũng không chắc, nhưng biểu cảm của cô đã nói lên tất cả.
Không ngờ con gái nuôi của tộc Sono lại là nội gián của Sila. Thú vị quá hả? Ta nghĩ mình đã nghe đủ những điều vô lý rồi. Nếu cô cứ bỏ đi như vậy, ta không đảm bảo bí mật đó không lộ ra ngoài đâu. Nếu như vậy thì ta cũng sẽ nói thẳng thôi. Ban chủ của Chonju Bang là giả dạng làm pháp sư, và các thuộc hạ của ông ta. Ông đang tính làm gì sau khi nhắm thẳng vào ngai vàng bằng cách lợi dụng công chúa? Tiếp theo ông lại dựng lên kế hoạch tạo phản thật sao? Ta biết, quả thật cô là một nữ nhân ghê gớm. Thay vì cho các gia tộc náo loạn và tàn sát lẫn nhau, ta nghĩ chúng ta nên lặng lẽ giúp đỡ cho nhau. Ta đầy ghét nhất những trò chơi ngu ngốc. Ban chủ, đúng là phí phạm mà. Nhưng ta đâu còn lựa chọn nào khác. Hả nội gián đáng khinh kia, ta sẽ giết ngươi tại đây để ngươi không cần quay về Sila nữa. Tiểu thư, cô mau tỉnh lại đi. Tiểu thư, sao ngài lại ở đây? Ngài có vô tình nghe được tên đó nói gì không? Hắn ta nói gì chứ? Để ta đưa cô về tìm thảo dược. Hiện giờ cô đang gặp nguy hiểm. Cẩn thận. Ta sẽ không nhẹ tay đâu. Ta cần xem huynh đã tiến bộ đến đâu rồi. Nếu muội thua thì cũng đừng có khóc đó nha. Lên đi. Cái vỏ đậu khâu giá ta để nó ở đâu rồi chứ? Để coi, để coi. À, đây rồi. Ủa,
sách gì đây chứ? Ôi, cũng lạ thiệt. Xin chào. Có ai ở nhà không? Ôi. Ta là cha của Gà Chin đây. Tôi giới thiệu, ta cũng nhận ra cái giọng nói khó nghe của ông rồi. Lúc đầu ta định đi kiếm củi về làm một chiếc cuốc, nhưng rồi ta lại làm nó thành một cây gậy tuyệt đẹp, nên ta nghĩ ngay đến bà, nên đã mang cây gậy sang đây để tặng cho thông gia. Thông gia? Ông nói hai chúng ta đó hả? Tại sao bà lại không chịu chấp nhận đi chứ? Rồi xem việc tiếp theo sẽ như thế nào. Có như vậy thì bọn trẻ sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Còn việc đối xử với Gà Chin, xin bà đừng có làm khó nó. Ông bớt bớt đi, nói vậy là quá đáng lắm. Ông tới đây là ta mừng rồi. Ông coi giùm ta coi, đây là sách gì vậy? Đọc sao? Mình đâu có biết chữ mà đọc chứ. Để mình xem thử coi. Nhưng trong sách này có tranh vẽ. Sách có tranh sao? Đúng vậy, trong sách này có rất nhiều ảnh về một người đang đánh các thế kiếm. Vậy thì chẳng lẽ nào đây là sách về binh pháp hay sao? Đúng rồi, nếu như chỉ học võ thôi thì chưa đủ đâu. Cậu ấy còn phải học cả binh pháp nữa mới được chứ. Ai chứ? Ông đang nói đàn hả? Bà chưa biết gì sao? Sao con nhỏ này dám... Ôi, bà đi đâu vậy chứ? Nhưng lối đó là đi lên núi mà. Bà cẩn thận đó. Ôi trời, cẩn thận một chút. Ông khỏi lo, trên núi này ta biết rõ mọi hòn đá trên lưng của nó đó. Ôi trời, cái bà này thật không ngờ. Bà ta đi nhanh thiệt chứ. Bà Sa, thằng bé vừa mới ngủ thiếp đi. Vào buổi sáng hôm nay, nó đã chặn được gián điệp Sinh La đi vào từ pháo đài trong núi. Nó nói rằng mình đã dũng cảm chiến đấu. Nó kể là nó đã ném đá và dung cả thanh kiếm gỗ của nó lên. Bà Sa, trong trận hôm nay có 16 người lính của ta thiệt mạng. Tuy rằng chúng ta đã chiến thắng, nhưng chiến trường lại đầy máu. Bà Sa. Dạ thưa tướng quân. Bà có biết tại sao ta lại không muốn dạy kiếm cho Đan hay không? Bởi vì khi cầm kiếm, một khi nó dung kiếm lên thì nó sẽ phải thấy máu đổ. Đó chính là số mệnh của người cầm kiếm, và ta không muốn đang đi theo bước chân ta. Mẫu thân, hai đứa đang làm cái gì đó?